Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Giật mình trước sự trùng hợp trong cái chết của sao nhí Gạo Nếp Gạo Tẻ và nữ diễn viên Thái Tăng Monida. Những ngày vừa qua, khán giả tiếc nuối hụt hẫng trước thông tin nữ diễn viên Chiếc Lá Bay Tăng Monida, Tăng Mo Paratadia, người Thái tử nạn trên sông Chao Phraya vào ngày 24 tháng 2. Mới đây, người hâm mộ tiếp tục bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Ốc Bạo Bảo, nam diễn viên nhí Gạo Nếp Gạo Tẻ. Đáng chú ý, Quế Vân mới đây đã chia sẻ bài đăng bày tỏ sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa hai diễn viên này. Cụ thể, cả hai đều theo nghiệp diễn xuất. Ngoài ra, Ốc Bạo Bảo và Tăng Monida qua đời lần lượt ở biển Vũng Tàu và trên sông Chao Phraya. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến không ít người giật mình và xót xa. Khán giả đang vô cùng tiếc nuối trước sự ra đi của hai diễn viên này.